Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư nha. Đây là tài khoản của vợ chồng anh Trần Đức Thắng và chị Thủy, học viên của mình. Nhưng mà mình chỉ nhận dạy có mỗi anh Trần Đức Thắng thôi. Vào cuối năm 2016 vừa qua, thì trong đợt Donald Trump ra thì anh Thắng là người lần đầu tiên bước vào thị trường này thì cũng chưa có gặp mình đâu. Thì anh Thắng có được lên đây, mình quay sát ở đây. Anh Thắng có được IP của sàn này, có tư vấn cho anh chị mở một tài khoản. Đó, mọi người xem cho kỹ nha, có cả số tài khoản này. Đó, để tôi quay cho kỹ. Đây, để tôi không có dành về những cái này lắm. Đó, có tư vấn cho anh IP của sàn GKFX này, có tư vấn cho anh chị về giao dịch ở trong sàn và gì nhỉ. Tí nữa thì đã tài khoản của anh chị đã bị bay hết 15.000. Lần đầu tiên thì anh chị vào lệnh thì anh chị bay mất 5.000, thì lúc đấy thì mình chưa biết đâu. Sau đó 2 ngày thì anh chị nạp thêm 10.000 nữa, tổng cộng 15.000, và tài khoản này âm lại còn có mấy ngàn đô thôi, dưới 7.000. Thì bắt đầu anh chị mới có gọi điện cho mình, và lúc đấy thì mình có vào mình tư vấn. Đây là toàn bộ cái lịch sử giao dịch của tài khoản này đây, mọi người sẽ theo dõi cùng mình. Ok chưa ạ? Đó, đây toàn bộ nha. Mình sẽ quay sát xuống đây để cho mọi người cùng cùng theo dõi và cùng thấy. Và mình sẽ quay từ từ. Đó, mọi người xem. Quay từ từ nha. Và sẽ di chuyển cái này từ lên đây. Rồi. Và sau này khi mà mình trong lúc mà anh chị có liên hệ với đào tạo Forex thì bắt đầu là mình vào cứu tài khoản. Trong lúc mà mình cứu tài khoản ban đầu thì mình vừa training và vừa mở tin view lên cho học viên mình coi toàn bộ những cái trong cái quá trình này. Trong hôm đó thì mình cứu tài khoản này hơn 3 tiếng đồng hồ, mình cũng có post lên Facebook và một số các cái room khác, cũng như mình có để vào trên website của mình để cho mọi người thấy. Mọi người thấy đó. Nhưng khi sau 3 tiếng thì bắt đầu mình cứu lại toàn mình cứu lại tài khoản này, và mình đã gỡ là hết lệnh và cũng có trao đổi với cả anh chị nên rút tiền về nếu mà anh chị chưa có hiểu gì về trong giao dịch này. Và cho đến nay thì một số các tài khoản của anh Trần Đức Thắng giao dịch mọi người cũng đã theo dõi rồi đấy nha. Thì cũng thấy hiệu quả của anh Trần Đức Thắng. Khi mà anh Trần Đức Thắng mới vào thị trường này là một người chưa hề biết gì ở trong thị trường này và đến bây giờ đã có thể giao dịch được. Đó, mình tua rất là từ từ nha. Đó. Nhà đầu tư khi mà đi học ở bất kỳ nơi đâu thì phải kêu người đào tạo đó phải xuất được cho mọi người cái lịch sử giao dịch của chính bản thân họ, hoặc là coi trực tiếp trên tài khoản của họ xem có đúng tài khoản của họ giao dịch được hay là không. Và bây giờ khi mà người đứng ra đào tạo mà không giao dịch được thì sẽ không bao giờ có thể dạy được cho nhà đầu tư có thể kiếm được ra tiền. Mọi người thấy này nhé. Nếu mà nhà đầu tư đó mà học của những ai mà đánh có 0.1, 0.2 ra ngoài thì mọi người đánh demo. Quản lý vốn ở trong đầu tư không phải vấn đề là gì nhỉ? Đầu tư không phải vấn đề là gì nhỉ? Là bạn là đầu tư không phải vấn đề là bạn sẽ phải mất bao nhiêu, mà đầu tư ở vấn đề bạn phải quản trị được những rủi ro của bạn thì lúc đấy bạn mới có thể đầu tư thành công được. Còn nhà đầu tư mà không hiểu được vấn đề này thì xin lỗi bạn, thì bạn mãi bạn cũng không có thể giao dịch được. Nên mọi người thấy. À, về sau thì mình đúng xu hướng, thì hôm đó thì bên sàn có bên sàn GKFX, bên IB bên đấy thì có tư vấn cho anh chị là nhà, hôm đấy là giá vàng đao về từ 133 Lam 37 thì đó, đào về đến 1231 thì có tư vấn cho anh chị ở chỗ đấy là 1231 là bay lên. Nhưng mà hôm đó thì anh chị bay ở từng tổng lực của đấy rất là nhiều, tài khoản lớn nên anh chị bay rất là nhiều, và tí nữa đi cuối cùng ở 1.200 bắt đầu mình vào và mình giao dịch ngược lên, mình vẫn giữ những lệnh cũ và mình giao dịch ngược lên. Đây mọi người xem, đây là toàn bộ lịch sử giao dịch của người ta, tại vì mình không có biết cách quay hay mình quay thủ công một 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 chút xíu nha. Mọi người nhìn mình quay rất là từ từ để cho các bạn xem. Đó,
các bạn xem và các bạn thấy điều này. Khi mà chi phí của tôi để mà cứu những tài khoản lớn thì đó là tôi lấy những chi phí rất là lớn, cũng cộng vào đó là phải chuyển cho tôi trước, chứ tôi cứu một số các cái tài khoản xong rồi thì họ không có chuyển tiền cho tôi đó. Đó, mọi người xem theo dõi cho kỹ nha, toàn bộ lịch sử giao dịch của anh Trần Đức Thắng đó. À, mọi người coi cho kỹ này, đây là hết lịch sử luôn đấy nha. À, bây giờ tôi mới tìm thấy được cái tài khoản này và mới có thể cho anh chị coi được. Ok chưa? Đó, cuối cùng rút ra được tiền, cứu từ mấy ngàn cho đến lại tổng cả bonus các thứ là hơn 13 ngàn. Và sau đó cắt, tôi vừa cắt xong thì cái này đổ bắt đầu đào về đến 1130 xong 25, bắt đầu từ đấy là chuỗi ngày đào về đến 1125, bắt đầu ở đấy, bắt đầu bây giờ nó mới bật lên. Đó, mọi người theo dõi. Ok chưa? Rồi, cảm ơn nhà đầu tư.